Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa rồi dự tiệc thánh với nhau, và hãy nhớ một câu đặc biệt vô cùng quan trọng. Khi dự tiệc thánh đừng làm theo thói quen, bởi vì chúng ta biết rằng giá trị của tiệc thánh rất là quan trọng. Tiệc thánh là hình bóng mà Chúa nhắc nhở chúng ta về giao ước. Mà chính Chúa nói rằng đây là giao ước mới trong huyết của ta. Tôi nhớ lại cách đây 23 năm trước, khi một cô gái đeo vào tay tôi cái nhẫn mà tôi đang đeo tại đây này. Nó là dấu hiệu của giao ước trong hôn nhân. Có nghĩa là gì? Khi mà nàng đeo vào tay của tôi, thì cô ấy muốn nói rằng bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi anh với em là một. Khi tôi trao cái nhẫn đó vào tay của cô ấy, thì tôi muốn nói với cô ấy rằng chúng ta ở trong giao ước. Giao ước có nghĩa là gì? Hết thảy mọi tiền bạc mà anh mà em có là của anh. Hết thảy mọi sách của anh có là của em. Anh đói là em đói. Kẻ thù của em là kẻ thù của anh. Sức mạnh của anh là sức mạnh của em. Nan đề của em là nan đề của anh. Đó chính là ý nghĩa mà vì sao các quốc gia họ ký liên kết giao ước với nhau. Và mỗi một khi ai đó đụng vào một nước nào trong khối liên minh đó, thì có nghĩa là đụng vào cả khối. Khi chúng ta nhờ Chúa Giê-xu ở trong giao ước với Đức Chúa Trời Cha, chúng ta không ký kết với Đức Chúa Trời Cha đâu, mà Chúa Giê-xu đã làm điều đó với Đức Chúa Trời Cha. Và bây giờ chúng ta bởi đức tin qua sự cứu chuộc, mục sư Cường thấy ok chưa? Cao hơn. Ok, cao hơn. Dạ. Dạ, như vậy tôi về tập tạ hơn. Dạ. Mỗi lần đến ECG là phải tập tạ trước để cầm cái micro. Dạ. Tôi đang nói gì nhỉ? Giao ước. Đây là thiếu thầy đấy. Thầy viên dịch đúng hơn. Dạ, ok. Chúa Giê-xu đã lập cái giao ước với Đức Chúa Trời Cha. Và khi chúng ta tin Chúa Giê-xu, chúng ta ở trong Ngài, thì chúng ta được hưởng cái giao ước mà giữa Chúa Giê-xu với Đức Chúa Trời Cha. Như vậy có nghĩa là gì? Khi chúng ta dự giao ước, chúng ta muốn công bố cho thế giới thuộc linh rằng chúng ta ở trong giao ước với Đức Chúa Trời. Quyền năng của Ngài là quyền năng của chúng con. Nan đề của chúng con là nan đề của Ngài. Bàn tay của chúng con đặt tay lên kẻ đau là bàn tay của Ngài. Bàn chân của chúng con là bàn chân của Ngài để đi khắp nơi giảng tin lành. Nan đề kẻ thù mà tấn công chúng con là nó tấn công Ngài. Cái đó là điều vô cùng quan trọng. Mỗi khi dự tiệc thánh hãy nhớ nhé. Dự tiệc thánh là giao ước, nhắc nhở cho mình và công bố cho thế giới thuộc linh biết về điều quan trọng đó. Tôi và bạn đang có một giao ước với một Đức Chúa Trời quyền năng, yêu thương, thành tín. Bởi vì có rất nhiều người tài giỏi, nhưng họ chỉ làm cho con của họ thôi, chứ người ngoài họ không làm. Chúa của chúng ta là Cha quyền năng yêu thương chúng ta. Nhưng có rất nhiều người cha yêu con nhưng lại hay đãng trí, hứa mà sau đó quên. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài lại không hề đãng trí một chút nào. Có nhiều khi chúng ta cầu nguyện sau đó quên, 5 năm sau Chúa trả lời mà mình không nhớ được là mình đã từng cầu nguyện. Nhưng Chúa là đấng thành tín, Ngài luôn nhớ điều gì Ngài đã hứa cho mỗi chúng ta. Đấng quyền năng lắm anh chị em ạ. Có bao giờ bạn suy nghĩ rằng là tại sao chúng ta có ngày và đêm không? Tôi và thầy đây đang bị lệch giờ đúng không? Bây giờ bên Mỹ là đang tối. Con trai tôi nó vẫn còn đang ngủ bởi vì nó lệch giờ. Nhờ trái đất quay xung quanh mình nó mà chúng ta có ngày và đêm. Nhớ nhá. Nhờ trái đất quay xung quanh mặt trăng quay xung quanh trái đất mà chúng ta có lịch tháng 30 ngày một tháng. Nhờ trái đất quay xung quanh mặt trời một vòng một lần, 365,25 ngày một vòng, cứ 4 năm là có một năm nhuận. Cho nên chúng ta có lịch năm. Mọi người hiểu không? Chúa, Kinh Thánh chép rằng Ngài tạo dựng nên cả trời và đất này. Một ngày nhờ trái đất Chúa tạo dựng. Một tháng nhờ mặt trăng Chúa tạo dựng. Một năm nhờ mặt trời Chúa tạo dựng. Câu hỏi, lịch tuần 7 ngày từ đâu ra nhỉ?
từ đâu ra nhỉ? Hoàng đế La Mã muốn thay đổi 10 ngày, 8 ngày nhưng sau đó phải quay trở lại với lịch tuần 7 ngày. Stalin đã từng thay đổi nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại lịch tuần 7 ngày. Vì sao 7 ngày quan trọng? Nó không liên quan tới thổ kim mộc nào hết. Nó liên quan tới sinh học trong cơ thể chúng ta. Phụ nữ cứ 4 tuần một ngày vô cùng nguy hiểm, đừng đụng vào. Gà ấp trứng 3 tuần nở, vịt 4 tuần nở, chó 9 tuần nở, con người 40 tuần đẻ. Cái gì nó lại quan trọng liên quan tới lịch tuần 7 ngày đó? Nó không liên quan tới một hành tinh nào khác. Chúa đặc biệt không tạo dựng một hành tinh nào liên quan tới tuần 7 ngày. Ngài dùng lời phán của Ngài tạo dựng ra lịch tuần 7 ngày bất biến, không thay đổi. Không có một kẻ nào có được quyền thay đổi điều đó. Amen. Tuần 7 ngày, trong đó có một ngày đặc biệt mà đến bây giờ vẫn chưa có tên. Những ngày còn lại: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Nhưng có một ngày mà chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật, nó mới có tên. Còn 6 ngày còn lại phụ thuộc vào bạn đặt tên cho nó. Có bài hát nói hát rằng: thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thằng con hát xong hỏi bố: bố ơi, vì sao thứ hai là ngày đầu tuần? Bố nó nghe một hồi xong nói: mày cứ tò mò làm gì? Người ta dạy mày hát như vậy thì cứ hát thôi, hỏi làm gì? Và thằng bé đó cứ mỗi một lần bị stress, nó lại lẩm bẩm hát: thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Nhưng đầu của nó luôn đặt câu hỏi: ngày thứ nhất đâu nhỉ? Ai cướp ngày thứ nhất của nó? Thủ phạm mà đánh mất ngày thứ nhất của nó là ai? Rồi tới khi lớn lên, đi du học, nó được nghe về một điều quan trọng: ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, Giê-xu đã sống lại. Nó tìm ra thủ phạm đã đánh cắp và đổi tên ngày thứ nhất của nó. Đó chính là ngày Chúa Nhật. Ngày Chủ Nhật, Giê-xu sống lại từ cõi chết. Ngày Chủ Nhật không phải là ngày cuối tuần, thứ hai không phải là ngày đầu tuần, mà cố ngành nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác bài hát đó. Nhưng bạn ơi, tôi muốn nói cho bạn biết rằng nếu như bạn tìm ra thủ phạm chính là đấng mà sống lại trong ngày đó, thì số 1 đứng đầu của bạn bắt đầu có ý nghĩa. Hết thảy những cái tài đi với cái tai một vần đằng sau, nó sẽ là những con số 0, không hề có ý nghĩa nào. Càng nhiều số 0 thì càng trở thành xích sắt đưa bạn vào tù, vì nó thiếu số 1. Chúa Giê-xu khi bạn đặt làm số 1 trong đời sống của bạn, thì hết thảy cái số 0 đằng sau nó có ý nghĩa. Amen, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi ngày hôm nay được thầy Đoàn, vì nhiều thầy quá thành ra là có hai ông thầy đi cùng ô tô. Thầy Đoàn chở tôi đi. Thầy Đoàn nói rằng: cảm ơn Chúa, những năm 2014-2015 bài giảng đã thay đổi và nhắc tôi dạy nhiều lắm khi mà muốn bỏ chức vụ. Tôi nghe xong tôi nói với thầy: ơi, đúng cái lúc mà thầy được bài giảng đó nhắc lên thì tôi đang kiệt quệ. Bao nhiêu lá thư gửi tới nói rằng: cảm ơn Chúa vì lời của mục sư giảng, cảm ơn Chúa vì lời mục sư giảng. Tôi đọc cái lá thư đó, mọi người biết tôi cầu nguyện gì không? Chúa ơi, con cũng muốn được như vậy. Tôi bị trầm cảm vì kiệt sức, rách động mạch chủ bụng, đi trong đồng vắng 3 năm rưỡi. Trong khi các vị vô cùng sung sướng vì sự giải phóng đó, thì tôi đang kiệt quệ nằm bẹp. Chúa làm gì? Hết thảy mọi sự đó đều có ý nghĩa. Tôi hỏi: Chúa ơi, tại sao con không thể nhấc nổi mình của con lên được? Chân mạnh hùng của những đại hội này ở đâu? Chân mạnh hùng đâu rồi? Chúa mới nói với tôi: hãy cầm cái áo của mình đặt lên trên bàn. Tôi cầm cái áo đó, thầy cho tôi mượn cái áo của thầy. Áo thầy đẹp quá. Áo thầy đẹp. Tôi mới cởi cái áo của tôi ra đặt lên trên bàn. Nó rụp xuống như vậy. Và Chúa nói với tôi: Hùng đây này, Hùng đấy đấy. Còn cái kia là ta mặc hùng bên ngoài. Có nghĩa là
Sự sức giàu có nghĩa là Đức Chúa Trời hành động xuyên qua chúng ta. Thật ra khi thầy mặc cái áo này ôm tôi vừa rồi, không phải cái áo ôm tôi. Người bình thường nhìn là tưởng cái áo ôm, nhưng mà sự thật là thầy ôm tôi chứ không phải cái áo. Bởi vậy cho nên khi chúng ta không có Ngài hành động ở bên trong thì mỗi chúng ta chỉ là cái rẻ rách mà thôi. Và Chúa dạy rằng lời đó nâng đỡ người khác, lời đó nâng đỡ người, lời mới quan trọng. Còn mỗi chúng ta chỉ là cái tivi với cái màn hình đen ngòm. Nhưng sứ điệp, bộ phim, tin tức ra từ tivi mới là điều quan trọng. Amen. Bởi vậy cho nên chúng ta có một Đức Chúa Trời thật là quyền năng. Ngài tạo dựng cái vũ trụ này và tuần 7 ngày cho mỗi chúng ta. Mà bây giờ chúng ta lại ở trong giao ước đối với Ngài. Cho nên hãy nhớ cái giao ước đó và đừng bao giờ bước ra khỏi cái giao ước tuyệt vời này. Một câu kinh thánh mà ngày hôm nay tôi muốn nói với mỗi chúng ta là chúng ta rất là quý báu. Dù chúng ta có một tháng chỉ tắm có một lần, dù chúng ta là kẻ bất tài, tôi nói lắp bẩm sinh, từ nhỏ tôi không nói được, đến năm 9 tuổi về Hà Nam lại mắc thêm một cái bệnh, đó là bệnh nói ngọng. Đứng đứng nào nạ nung. Một lần tôi làm đám cưới cho một cặp vợ chồng. Sau đó khi làm đám cưới xong tôi bảo, tôi công bố anh chị Hưng Nam là vợ chồng. Cô dâu nói bảo, em không phải là Nam, em là Lan. Tôi bảo biết mục sư Ngọc mà cứ mắt. Dạ, bị hai cái tật nói ngọng và lắp. Mà Chúa lại kêu gọi kẻ không ra gì đó lại đi giảng tin lành. Nếu mà tôi đó, tôi không chọn cái người như vậy. Nhưng mà Chúa ngày lựa chọn những kẻ không ra gì trong con mắt của thế gian. Để mà khi chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta không có kiêu ngạo. Một câu kinh thánh mà tôi đã gửi cho mọi người, Ê-sai 43 câu 4. Rất là tuyệt vời lời Chúa nói. Xin mời chúng ta cùng nhau xem câu kinh thánh đặc biệt này. Lời Chúa nói rằng, vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng và đã yêu ngươi. Ba điều mà mỗi một con người đều cần. Một, Chúa nói rằng ta coi ngươi là quý báu. Hai, ta coi ngươi là đáng chuộng. Ba, ta đã yêu ngươi. Điều này có nghĩa là bạn và tôi không cần phải làm gì nhiều để mà được Chúa yêu. Chúng ta đã được Chúa yêu rồi, cho nên mới làm hết sức mình. Chúng ta đã được Chúa coi là quý báu. Chúng ta được Ngài công bố là đáng chuộng, có nghĩa là chúng ta được chấp nhận. Thứ ba, chúng ta đã được Ngài yêu. Chuyện hỡi anh chị em ngồi tại đấy, không phụ thuộc vào thầy có mang theo tiền không? Tôi biết thầy nhiều tiền lắm. Ok, cho tôi mượn 100 ngàn. 100 ngàn thì mua được bao nhiêu bát phở? 2 bát, 3 bát. Và bên Đức này chỉ được mua được 20% bát. Chỉ 1/5 bát phở. Dạ. 100 ngàn đồng này, câu hỏi, nếu nó cũ giá nó bao nhiêu? Có bị mất không? Vẫn 100 ngàn. Nếu bị vò nát, nó có bị mất giá không? Nếu có ai đó vò và giày đạp dưới chân, nó cứ mất giá không? Nếu ai đó mà nhặt nó từ nó bị dính phân chó thối, nó có bị mất giá không? Giá trị của nó không phụ thuộc vào bề ngoài nó. Giá trị của nó được đảm bảo bằng vàng ở trong ngân khố dự trữ quốc gia. Tiền này được bảo vệ bởi luật pháp của quốc gia mà nó được sử dụng. Bạn và tôi, trong Kinh Thánh câu 3 có nói rõ ràng rằng, câu 4 nói rằng, các ngươi quý báu bởi vì các ngươi được bảo đảm bằng huyết của Chúa Giêsu. Các ngươi đáng chuộng bởi vì các ngươi được tạo dựng theo hình và tượng của Ngài. Hình và tượng của Ngài có nghĩa là gì?
là mỗi chúng ta có những bản tính mà giống như Đức Chúa Trời có. Chúng ta có lương tâm, động vật không có lương tâm. Chúng ta có ngôn ngữ, động vật không có ngôn ngữ. Chó, mèo, lợn chỉ kêu khi đói và động đực thôi, hoặc là bị chọc tiết. Còn chúng ta có ngôn ngữ. Một lời nói của tôi ra, thầy dịch ra một cái từ khác. Thầy ra mỗi một ngôn ngữ nói ra miệng, nó mang theo hình ảnh không thấy được đi ra, để cho người ta nhìn thấy ở trong tâm trí của mình. Lời mang thế giới vô hình thành hữu hình ở trong tâm trí của người nghe. Động vật nó không có tình yêu thương. Con gà trống không bao giờ phân biệt đâu là vợ của mình, đâu là vợ hàng xóm. Động vật không có tôn giáo. Bạn không bao giờ nhìn thấy con lợn nào theo đạo Tin Lành hay con bò nào theo đạo Hồi giáo hết á. Động vật không có sự sống đời đời. Con người có sự sống đời đời. Chúng ta sử dụng từ người này qua đời, người kia từ trần để nói rằng con người qua đời này để tới đời khác, từ trần này để tới trần khác. Có ai nói rằng con gà trống thiến nhà tôi từ trần? Hay Tết này con lợn nhà tôi nó qua đời? Động vật chết, là hết. Chúng ta giống hình và tượng của Ngài là như vậy. Cho nên chúng ta đáng chuộng. Và tiếp theo nữa, Ngài đã yêu chúng ta. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Bởi vậy, hỡi những bậc phụ huynh đang ngồi trong căn phòng này, bất cứ một đứa con nào sinh ra mà Chúa ban cho qua bạn, bạn không ban cho nó giá trị, nhưng bạn và tôi có thể bày tỏ cho nó biết giá trị của nó, bày tỏ cho nó biết rằng nó đáng chuộng, và bày tỏ cho nó biết rằng nó đã được yêu như thế nào. Biết bao nhiêu những con người lớn rồi mà chúng ta không được nhận biết giá trị thật của mình. Cho nên chúng ta cố gắng hoài. Chúng ta đi theo một cái chủ thuyết rằng cái gì cũng đòi hỏi phải hoàn thiện. Bởi vì tôi thành công thì tôi mới được đánh giá. Nhưng ngược lại, Chúa nói rằng ngươi đã được đánh giá rồi. Cho nên nhờ sự đánh giá và được yêu đó mà ngươi làm việc để dẫn tới thành công. Vì Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi không thiếu thốn gì. Amen. Luca đoạn 10. Tôi chuẩn bị kết thúc rồi, thầy ra cố chịu một chút. Luca đoạn 10, đây là một lời mà Chúa dạy chúng ta về cái giá trị quan trọng. Lúc này 30 môn đồ được Chúa sai đi giao giảng và đuổi quỷ. Họ quay trở về khoe rằng: Chúa ơi, đến quỷ cũng phục chúng con vì danh của Ngài. Và Chúa đưa tới cho chúng ta một điều vô cùng quan trọng. Hãy để ý câu số 20. Dầu vậy, chớ mừng vì quỷ phục các ngươi. Có nghĩa là đừng mừng vì các ngươi được thành công, hay cũng đừng gục ngã khi các ngươi thất bại. Niềm vui của các ngươi xây dựng trên một điều khác, trên giá trị của các ngươi cơ. Và nếu các ngươi xây dựng trên giá trị của mình thì giá trị đó bất biến. Chúng ta có thể vui mừng mãi mãi khi chúng ta quay trở về với giá trị của mình. Chúng ta có thể cầu nguyện không thôi khi nhìn thấy rằng Chúa của chúng ta là đấng có thể trả lời mọi nhu cầu và nan đề của chúng ta. Chúng ta có thể vui mừng mãi mãi và tạ ơn Ngài khi chúng ta biết được rằng có một đấng ở trong giao ước mà bất cứ một lần nào bạn tạ ơn Chúa thì bạn công bố rằng con ở trong giao ước đó, Ngài thấy nhu cầu, Ngài thấy nan đề, và sự tạ ơn của bạn muốn nói với Ngài rằng xin mời Chúa bước vào điều mà con đang phải chịu và Chúa sẽ giúp bạn giải quyết. Chính vì vậy mà sự tạ ơn sẽ giúp tôi và bạn bước vào cửa cơ hội là như vậy đó. Và lời Chúa nói rằng dầu vậy, chớ mừng vì quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên của các ngươi đã ghi ở trên thiên đàng, ở sổ trên thiên đàng. Bạn có sổ gốc ở trên thiên đàng. Bạn có hộ khẩu ở trên thiên đàng. Bạn là người có song tịch. Bạn có biết bạn có nhà ở không? Ta đi để chuẩn bị một chỗ cho các ngươi. Để ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Wow, bạn có sổ đỏ mà nhiều khi bạn không biết đấy. Yeah. Amen, có sổ đỏ đấy. Tên ghi ở đâu, có nghĩa là về cũng sẽ về đó. Hallelujah. Bởi vậy cho nên niềm vui của chúng ta xây dựng trên điều đó. Amen. Yeah. Bất cứ lúc nào thất bại,
bất cứ lúc nào mình có chuyện gì xảy ra, nó không liên quan tới niềm vui của chúng ta. Tất nhiên khó lắm, nói thì dễ, nhưng mà lúc thất bại khó lắm. Chúng ta ôi Chúa ơi, vì sao lại thế, vì sao lại thế? Và tôi không biết bao nhiêu lần hỏi Chúa vì sao lại thế, vì sao lại là con. Và sau này Chúa dạy tôi rằng đừng gửi vì sao nữa, trời nhiều sao quá rồi. Cho nên bây giờ thay vào sự vì sao đó là tạ ơn. Tạ ơn. Buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về sự nhân từ Ngài có đến đời đời, vì sao cái hoạn nạn của mình mà mình có thể tạ ơn Chúa được. Và tôi còn đứng đây á, là nhờ sự tạ ơn vì quyền năng của Chúa. Đáng lẽ tôi phải chết rồi, 2017 rách động mạch chủ bụng, đáng lẽ tôi phải chết rồi, nhưng Chúa là đấng làm nhiều phép lạ. Ok, cảm ơn Chúa. Tôi xin đến với một câu thánh kinh nữa để kết thúc bài giảng hôm nay, là Thi Thiên 100 câu 3 và câu 4. Nó liên quan tới việc chúng ta từ đâu tới, chúng ta sống để làm gì, và chúng ta chết sẽ đi đâu. Đó chính là câu hỏi rất là lớn mà mỗi chúng ta phải biết. Nếu bạn biết bạn từ đâu tới, thì cuộc sống của bạn trên đất này sẽ tương đương với giá trị bên trong của bạn. Mọi người hiểu không? Và nếu như chúng ta biết giá trị thật của chúng ta và sống tương xứng với giá trị đó, thì khi qua đời chúng ta sẽ về đúng cái nơi đó. Tác giả Thi Thiên cho chúng ta lời khẳng định rõ ràng, phải biết. Chúng ta phải biết. Đức tin không phải đạp cửa xông vào liều mình như chẳng có. Đức tin không phải liều chết mà không biết gì. Cứ tin đại đi, chết thì chết, sống thì may mà sống. Không, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong. Phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Ngài không phải chỉ là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài còn Đức Chúa Trời thành tín trong giao ước với chúng ta nữa. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Hallelujah. Tôi và bạn không phải kết quả của khí. Chúng ta không phải là tiến hóa từ đứa. Khi Rehoboam kè cãi nhau hay là tranh luận với một phóng viên trên TV của Đức, ông kia chứng minh rằng con người chúng ta là kết quả từ khỉ và đứa ơi. Rehoboam kè nói rằng chúng ta là Chúa tạo dựng giống hình và tượng của Ngài. Tranh luận một hồi, sau đó Rehoboam kè đứng dậy nhìn vào cái ông kia từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, và gật đầu nói ông giống khỉ thật. Ông kia mới tức lộn lên, bảo tại sao ông bảo tôi giống khỉ, mà tôi cãi nhau với ông thua rồi, thành ra ông bảo ông là tạo vật từ khỉ ra, thì bây giờ tôi phải chấp nhận ông giống khỉ thật. Bảo không, tôi không phải là khỉ, mà thấy ông vừa chứng minh rằng mình từ khỉ, mà bây giờ tôi công nhận ông giống khỉ thì ông lại từ chối. Từ sâu thẳm lòng con người, họ không muốn cái đó. Dạ. Và lời Chúa nói rằng chúng ta, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Nếu Chúa dựng nên chúng ta thì chúng ta không phải là tạo vật vô tình, không phải lang thang trên mặt nước mấy triệu năm xong nó vô tình nhập lại thành tế bào sống. Không, Chúa tạo dựng ra chúng tôi, cho nên Ngài có chương trình. Ngài có chương trình cho chúng ta. Vì sao Ngài tạo dựng ra chúng ta? Để cho chúng ta quý báu, để chúng ta đáng chuộng, để chúng ta là tạo vật được yêu. Amen. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi từ chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi thuộc về Ngài. Hỡi những người nữ có mặt tại đây, cầm ngón tay của mình sờ vào giấy tai nè. Nam đừng có sao, chỉ có nữ thôi. Bạn có sờ thấy cái gì ở giấy tai không? Có một cái lỗ. Cái lỗ này mẹ của bạn đã chọc cho bạn cái lỗ và xỏ một cái gọi là cái cuống chiếu hay là cái tăm vào đó. Vì nghèo mà thấy ra là cái cuống chiếu cái tăm. Xỏ lại làm gì? Xỏ lại nói rằng con là con của mẹ, con là con gái của mẹ. Đến khi lấy chồng đó thì cái lỗ này là bà mẹ chồng sẽ xỏ vào đây một khuyên tay vàng. Ý nói làm sao? Mày thuộc về nhà tao rồi. Mọi người hiểu không? Cái này gọi là lô lệ tình nguyện. Thi Thiên nói rằng Ngài xỏ lỗ tai của tôi. Ngài xỏ lỗ tai của tôi. Bất cứ một người nô lệ Do Thái nào mà tình nguyện ở lại với gia chủ thì gia chủ sẽ làm một cái khuyên tai, xỏ lỗ tai, dấu hiệu của nô lệ tình nguyện. Và bắt đầu từ đó tất cả những đứa con đẻ ra từ người nô lệ tình nguyện này là thuộc về gia chủ đó. Gọi là đầy tớ. Đây này, chúng tôi thuộc về Ngài là cái này nè. Hết thảy mỗi chúng ta thuộc về Ngài. Bạn có biết thuộc về Ngài có nghĩa là gì không? Có nghĩa là bất kỳ một ai
ông vào bảng là phải được phép của ông chủ. Philát nói với Chúa rằng: ông có biết rằng tôi được quyền tha và giết ông không? Chúa nói gì? Ngôn ngữ của giao ước: không, nếu cha ta mà không cho phép thì ngươi không thể làm gì được ta. Cái đó là chúng tôi thuộc về Ngài đấy. Có nghĩa là gì? Bất kỳ một điều gì xảy ra, kể cả hoạn nạn xảy ra với chúng ta, nếu bạn và tôi biết rằng chúng ta thuộc về Ngài, thì có nghĩa là Chúa cho phép điều đó xảy ra với bạn. Vì sao? Bởi vì chỉ có Ngài biết được ở bên trong tâm hồn chúng ta có những chỗ ngăn hầm kín dấu. Và chỉ có cái kiểu bóp này này, nó mới tòi ra được cái nước ở bên trong là chanh hay là cam. Bởi vì nhiều khi chúng ta không biết mình đâu. Tôi buồn, không hiểu vì đâu tôi buồn. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta không biết rõ mình. Cho nên Chúa cho phép hoạn nạn xảy ra, để qua đó Ngài làm một điều gì tốt đẹp trong tính cách của mỗi chúng ta. Ngài bóp và cái nước chảy ra mới biết được đâu là cam, đâu là chanh. Mọi người hiểu không? Cho nên chúng tôi thuộc về Ngài. Bạn cần và tôi cần tạ ơn Chúa ngay cả những hoạn nạn khi xảy ra với bạn, vì chúng ta biết rằng Chúa cho phép thì nó mới xảy ra được. Và sự cho phép này là tốt cho chúng ta. Chính vì vậy mà Joseph nói rằng: các anh toàn hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời Ngài lại khiến mọi sự hiệp lại có ích cho tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài và là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi từ bầy chiên thuộc đồng cỏ Ngài. Chương trình thiếu nhi có gần 1,000 cháu mỗi ngày thứ bảy. Có một cháu đặt câu hỏi cái đây mấy tuần trước: mục sư ơi, vì sao Chúa không nói rằng ta là người chăn chó hiền lành? Tại sao Chúa không nói rằng hỡi bầy lợn của ta? Nó hỏi như vậy đó. Chúa không nói với chúng ta rằng: ôi, ta là người chăn trâu hiền lành. Mà lại là người chăn chiên hiền lành, mục sư. Khó ghê cơ. Mà cái bọn nó hỏi đó, mình chỉ trả lời trong vòng khoảng 1 phút, 1 phút rưỡi thôi. Chứ nếu mà trả lời giống như là tôi trả lời tâm sự với mục sư Trung thì mất khoảng 10 phút, chứ nó không hiểu. Chứ nó quên hết những điều phía trước rồi. Bây giờ trả lời làm sao? Tôi trả lời như sau: bất cứ một con vật nào đều được Đức Chúa Trời ban cho một vũ khí để tự vệ, răng để cắn, nọc độc của rắn, đuôi để quật, ngựa thì đá chân hậu, sừng trâu húc, phụ nữ thì có bàn tay để cào. Cười. Nhưng duy chiên hay là cừu không có vũ khí gì hết á. Nó không có vũ khí. Chiên nhìn thấy nó ngây thơ lắm, ngây thơ đến mức độ thịt nó mà nó vẫn không kêu được. Vũ khí của chiên là người chăn chiên. Vũ khí của chiên là chuồng chiên. Vũ khí của chiên là bầy chiên. Cho nên chúng ta cần Ngài. Chúng ta cần nhau. Chúng ta cần hội thánh địa phương là như vậy đó. Và lời Chúa nói rằng chúng tôi là dân sự Ngài, có nghĩa là chúng ta có một vị vua chăm sóc chúng ta. Là bầy chiên của đồng cỏ Ngài, chúng ta có một người chăn chiên là vũ khí của chúng ta luôn. Và khi người chăn chiên đó là chăn chiên đó, chăn chúng ta đó, thì chúng ta không thiếu thốn gì. Giàu chưa chắc đã là đủ nhá. Giàu chưa chắc đã là có nhá. Chỉ có Chúa đó chúng ta mới có tất cả. Còn bộ phim Người Giàu Cũng Khóc đó, họ quyết định là không diễn nữa. Vì sao? Nó vẫn còn dài lắm mà diễn viên đã già rồi. Thế cho nên không hết được phim Người Giàu Cũng Khóc. Ok, đi tiếp. Đi tiếp nè. Mà khóc nhiều. Người giàu khóc nhiều lắm, nhưng mà mình không nhìn thấy họ khóc. Vì sao? Nước mắt của người giàu nó chảy ở bên trong. Bởi vì là họ nước mắt chảy ra không ai tin. Giàu cũng khóc à? Người nghèo khóc người ta dễ tin. Còn người giàu khóc người ta không tin, người ta còn khinh nữa cơ. Bởi vậy cho nên khổ lắm. Khóc á, mà nước mắt chảy bên trong nó xót lắm. Thế ra nhiều người họ tự tử đó. Nhiều những siêu sao Đại Hàn họ tự tử chết đó. Vì họ khóc mà không ai có thể tin họ và chia sẻ được với họ. Và cái nỗi buồn mà không được chia sẻ ra đó, nó nặng hơn. Còn chia ra được đó, nó giảm đi một nửa. Thành ra nước mắt của người nghèo sướng. Sao thầy cười? Nước mắt của người giàu khổ hơn. Ok, đi tiếp câu cuối cùng để chúng ta kết thúc lời của Ngài ngày hôm nay. Câu số 4.
Câu số 4 Thi Thiên 100. Lời Chúa nói rằng hãy dùng sự tạ ơn, hãy cảm tạ mà vào các cửa của Ngài. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là có một cánh cửa luôn luôn đóng với những kẻ lẩm bẩm. Tôi có một cái chai nước. Mọi người nhìn kỹ nha. Có một cái chai nước. Dạ. Căn phòng của chúng ta sẽ chia làm hai loại người. Một loại chỉ nhìn vào phần có nước. Một loại khác nhìn vào phần không có nước. Những người nào nhìn vào phần không có nước sẽ lẩm bẩm. Một sư chung cho gì cho cái nửa chai nước. Kìa bọc kìa xỉn. Còn một người, còn nhóm người tiếp theo nhìn vào phần có nước. Dù là ít, nhưng tôi được có nước, còn người khác không có chai nào. Học cách cảm tạ. Cuộc sống của bạn cũng giống như chai nước của tôi đang có bây giờ vậy. Bạn có thể nhìn vào phần không có, hay là ngày hôm nay bạn tập nhìn vào phần có. Con người của chúng ta, đặc biệt người Việt Nam, khổ không phải vì không có gì, mà khổ bởi vì mình không có cái thằng hàng xóm có. Mà vợ hàng xóm luôn tốt hơn vợ mình. Chồng hàng xóm luôn tốt hơn chồng mình. Toàn đứng núi này trông núi kia thôi. Cái đó mới là cái khổ. Bởi vậy cho nên chúng ta cùng nhau dùng sự cảm tạ mà vào các cửa cơ hội của Ngài. Khi bạn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh bi đát, thì cửa cơ hội giống như cửa ở sân bay đó. Nó không có tay nắm, không có ổ khóa, không có chìa khóa. Nhưng bạn bước tới, cửa tự động mở. Sự tạ ơn là như vậy đó. Jonah tạ ơn Chúa, lập tức cá há miệng nhả ông ra. Chúa tạ ơn Đức Chúa Trời Cha, 5 bánh 2 cá bẻ ra nuôi 20.000 người ăn mà còn thừa. Ngài tạ ơn Đức Chúa Trời, cửa mả mở ra và Lazarus đã sống lại. Bởi vậy cho nên hãy dùng sự cảm tạ mà bước vào các cửa của Ngài. Khi chúng ta biết được rằng chúng ta thuộc về Ngài, khi chúng ta biết được rằng chính Ngài đã dựng nên chúng ta, không phải tạo vật lờ vờ, tình cờ, lờ đờ. Cho nên cuộc sống chúng ta trên đất này sẽ tương xứng với giá trị bên trong của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ vất vả, nhưng không phải tất tả rồi dẫn tới mồ mả. Chúa chắc chắn Ngài sẽ mang tới cho chúng ta điều Ngài có. Amen. Đó chính là sứ điệp mà ngày hôm nay tôi muốn gửi gắm tới mọi người. Bạn rất là quý giá. Bạn rất là đáng chuộng. Bạn đã được yêu rồi. Dù chúng ta bên ngoài hay ơn khác nhau, hay kém người này người kia bên ngoài, nhưng bên trong giá trị chúng ta giống hệt nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta là con cưng của Ngài. Amen. Chúa ban ơn cho hết thầy anh chị em. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.